Bên cạnh việc là những tác phẩm kinh điển gắn liền với tuổi thơ của nhiều trẻ em, Super Sentai cùng Kamen Rider còn là một bệ phóng chắp cánh cho nhiều nam diễn viên vươn lên trở thành ngôi sao hàng đầu của làng điện ảnh. Vậy những sao nam đó là ai và họ đã từng vào vai những chiến binh siêu nhân nào? Hãy cùng tôi tìm hiểu thông qua video Top 10 sao hạng A từng đóng phim Kamen Rider và Super Sentai nhé! Giờ thì đăng ký và xem tiếp nào! Let's go! Gao Silver. Tamayama Tetsuji sinh ngày 7 tháng 4 năm 1980 tại tỉnh Kyoto trong một gia đình có 4 người con. Dù mang quốc tịch Nhật Bản, nhưng anh lại chính là một người Nhật gốc Hàn vì cha của anh vốn thuộc thế hệ người Triều Tiên thứ hai sống tại đây. Với ngoại hình cao ráo, điển trai, Tetsuji đã đăng ký làm người mẫu cho một tạp chí khi đang theo học tại trường trung học Nishiyojo. Có thể nói, đây chính là bước chân đầu tiên của anh trong làng giải trí. Năm 1998, anh đã chuyển đến Tokyo sau khi tốt nghiệp trung học và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào một năm sau đó thông qua bộ phim Naomi của đài Fuji TV. Sau Naomi, Tetsuji có đóng thêm một số phim truyền hình khác nhưng cũng chỉ là những vai nhỏ. Phải đến năm 2001 khi được chọn đóng vai Gao Bạc Shirogane trong chiến đội Bách Thú, tên tuổi của anh mới được đông đảo người dân châu Á biết đến. Tuy không lên hình nhiều bằng nam nhân vật chính, nhưng Shirogane vẫn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ nét đẹp trai lãng tử, phong trần cùng cốt truyện dính lời nguyền siêu bánh cuốn. Chẳng những thế, Gao Bạc còn là chiến binh duy nhất trong series có xế riêng. Sau Gao Ranger, Tetsuji tiếp tục tham gia nhiều dự án đình đám như là siêu đạo trích Lupin, Ajin, The Letters, The Naked Director, v.v. Bên cạnh đó, vào năm 2011, Tetsuji còn khiến khán giả của giải đất hình chữ S vô cùng thích thú khi góp mặt trong tác phẩm Rừng Na Uy của đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng. Ở độ tuổi ngoài 40, Tamayama Tetsuji được xem là cái tên thành công nhất bước ra từ bộ phim siêu nhân Gao khi sở hữu cho mình một kho tàng điện ảnh đồ sộ cùng hàng loạt dự án quảng cáo cho nhãn hiệu lớn như là Meiji, Suntory, Toyota, Casio, Uniqlo, v.v. 2. Shinken Red. Matsuzaka Tori sinh ngày 17 tháng 10 năm 1988 tại tỉnh Kanagawa trong một gia đình trí thức có cha là nhà tâm lý học, còn mẹ làm y tá. Cái tên Tori của anh được dịch ra là Đào Lý, nó được lấy nguồn cảm hứng từ câu Đào Lý bất ngôn, hạ tự thành hề trong tập sử ký của Tư Mã Thiên. Khi đặt tên này, cha mẹ Tori có mong muốn rằng trong tương lai anh sẽ trở thành một người giỏi giang và có nhân cách tốt. Tori bắt đầu sự nghiệp giải trí của mình vào năm 2008 sau khi trở thành người mẫu độc quyền cho tạp chí Five Boys nổi tiếng của Nhật Bản. Tuy nhiên, ban đầu anh không có hứng thú với thế giới showbiz cho lắm. Năm 2009, Tori được Toei trao cho vai diễn đầu tay là vai thiếu chủ Shiba Takeru trong Siêu Nhân Thần Kiếm. Không chỉ chinh phục được trái tim của khán giả bằng nhan sắc đẹp trai theo kiểu điềm tĩnh, chín chắn, Tori còn gây ấn tượng với diễn xuất ổn áp cùng với thân phận bí ẩn được tiết lộ ở cuối phim. Khi ấy, để tập trung 100% sức lực cho công việc diễn xuất, Tori đã dọn ra ngoài và kiên quyết bỏ học đại học bất chấp sự phản đối của gia đình. Sau này khi nhìn lại, Tori đã gọi đó là quyết định quan trọng nhất cuộc đời anh. Sau vai diễn trong Shinkenger, Tori đã đóng thêm rất nhiều phim khác và giành được nhiều giải thưởng lớn như là nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Hiệp hội Phê bình Nhật Bản cho phim Until the Break of Dawn 2012 hay của Viện Hàn Lâm Nhật Bản cho phim The Journalist 2020. Nhờ năng lực diễn xuất tốt và nắm trong tay nhiều giải thưởng danh giá, Matsuzaka Tori đã được vô số dự án điện ảnh săn đón và nhanh chóng vụt lên thành sao hạng A. 3. Tokyo Yongo. Ryusei Yokohama sinh ngày 16 tháng 9 năm 1996 tại tỉnh Kanagawa. Dù hiện tại mới được 27 tuổi, nhưng Ryusei đã có đến 15 năm hoạt động giải trí khi bước chân vào ngành này từ hồi còn học tiểu học. Theo đó, Ryusei được tuyển trạch viên của Stardust Promotion phát hiện khi đang đi chơi cùng gia đình ở phố Harajuku của Tokyo. Sau đấy, anh gia nhập công ty và góp mặt trong nhóm thực tập sinh tài năng tên là Ebidan. Năm 2011, Ryusei ra mắt với vai trò người mẫu độc quyền cho tạp chí Nicola khi chỉ mới 15 tuổi. Một năm sau, anh nhận được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của mình, đó là vai Zero Iseki trong Kamen Rider Forge. Năm 2014, Ryusei bắt đầu gây ấn tượng với khán giả thông qua vai diễn Hikari điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng sâu sắc trong chiến đội Hỏa Xa. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, nam diễn viên đã góp mặt trong rất nhiều tác phẩm đình đám, nhưng nó không đủ để anh bứt phá lên hàng ngôi sao. Phải đến khi anh nhận lời tham gia bộ phim A Story to Read When You First Fall in Love, sự nghiệp của Ryusei mới thực sự gọi là lên hương nhờ diễn xuất ấn tượng với mối tình cô trò thú vị
Ryusei đã nhận được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc tại Weekly The Television 100 Academy Awards sau vai diễn cậu nam sinh tóc hồng, ngôi sao 27 tuổi tiếp tục gây sốt với drama lãng mạn There's Something Wrong With Us đóng cùng nữ diễn viên Hamabe Minami. Nhờ đó, cả hai trở thành cặp đôi phim giả tình thật được mong chờ nhất J-Beat vào năm 2020. 4. Kamen Rider Deno. Sato Takeru sinh ngày 21 tháng 3 năm 1989 tại tỉnh Saitama. Hồi mới học tiểu học, Sato từng có một thời gian ngắn làm diễn viên nhí. Khi đó, anh chủ yếu xuất hiện trong các đoạn quảng cáo đồ chơi. Tuy nhiên, khi lên lớp 3, lớp 4, Sato từ bỏ công việc này vì cảm thấy bản thân không phù hợp. Sang đến những năm học trung học, Sato đã quay trở lại thế giới giải trí sau khi được tuyển trạch viên của công ty Amuse nhắm trúng. Vai diễn đầu tay của anh là nhân vật Toru trong Princess Princess D của đài Asahi. Năm 2007, Sato đóng một vai khách mời trong Shinigami no Ballad và trở nên cực kỳ nổi tiếng với khán giả xứ Phù Tang khi thể hiện vai nam chính Ryotaro trong Kamen Rider Deno. Chính nhờ vai diễn này, nam diễn viên sinh năm 89 đã được rất nhiều nhà làm phim săn đón và có cơ hội thể hiện năng lực diễn xuất trong hàng loạt các dự án đình đám như là Bloody Monday, Inuyashiki, Ajin, Rurouni Kenshin, v.v. Trong đó, loạt phim điện ảnh Rurouni Kenshin cùng vai sát thủ hoàn lương Himura Kenshin, huyền thoại, đã giúp anh nổi tiếng trên toàn thế giới. Dù không sở hữu ưu thế về ngoại hình như nhiều người bạn đồng nghiệp khác, nhưng Sato Takeru vẫn dư sức thu phục khán giả bằng kỹ năng diễn xuất đa dạng mà thượng thừa. Nhờ đó mà anh đã trở thành một trong những ngôi sao đắt giá nhất nhì ngành giải trí Nhật Bản. 5. Kamen Rider Crossy Akaso Eiji sinh ngày 1 tháng 3 năm 1994 tại tỉnh Osaka. Khi còn là thiếu niên, Akaso từng hoạt động như một người mẫu và ca sĩ tại quê nhà Nagoya của mình. Tuy nhiên, ước muốn của anh khi tham gia công ty giải trí là vì muốn trở thành một diễn viên chứ không phải là thần tượng. Do đó, vào năm 2014, anh đã gia nhập vào công ty giải trí TriStone Entertainment, bất chấp việc phải bỏ học đại học và chuyển đến Tokyo sinh sống để có thể được ra mắt chính thức với tư cách diễn viên. Tuy nhiên, giống đa số những diễn viên trẻ khác, Akaso ban đầu chỉ được đảm nhận các vai nhỏ. 3 năm sau, Akaso bắt đầu gây ấn tượng với vai thứ chính Banjo Ryuga, aka Kamen Rider Crossy trong phim Kamen Rider Build bằng gương mặt dễ thương, ngô ngố cùng với những biểu cảm hài hước. Nhờ có Kamen Rider Build, Akaso đã được công chúng chú ý nhiều hơn, từ đó đã mang cho anh cơ hội đến với những bộ phim có tiếng tăm hơn. Và đến năm 2020, nam diễn viên sinh năm 94 đã thực sự gây nên một cơn sốt lớn, không chỉ ở quê nhà mà còn lan rộng ra khắp châu Á với vai trai tân Adachi trong tác phẩm Boy Love 30 tuổi vẫn còn zin thì sẽ biến thành phù thủy. 6. Kamen Rider Double. Suda Masaki sinh ngày 21 tháng 2 năm 1993 tại tỉnh Osaka. Năm 2007, khi còn đang học cấp 2, Masaki đã từng được công ty giải trí Amuse mời tham dự cuộc thi tuyển chọn nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập công ty và trở thành một trong 31 người lọt vào vòng cuối cùng trên tổng số 65.368 người đăng ký. Nhưng sau cùng, anh vẫn bị loại. Năm 2008, anh lọt vào top chung kết trong cuộc thi Super Boy Junior lần thứ 21. Chính điều này đã giúp anh có được hợp đồng với công ty giải trí Top Coat. Năm 2009, Masaki tham gia series Kamen Rider Double và sở hữu vai diễn đầu tay trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Đó là Philip, một anh chàng thông minh, mạnh mẽ nhưng lại có vẻ bề ngoài thuần khiết, mỏng manh. Từ đây, sự nghiệp của anh đã phất lên như diều gặp gió. Sau đấy, Masaki đã góp mặt rất nhiều vào các tác phẩm đình đám khác như là The Backwater, Gintama Live Action, Dao Chìm Trong Nước, v.v. và giành được không ít giải thưởng danh giá lẫn sự công nhận của giới chuyên môn. 7. Kamen Rider Saiga. Hà Nhuận Đông sinh ngày 13 tháng 9 năm 1975 tại bang California. Tuy lớn lên trong nền giáo dục phương Tây, nhưng anh lại là một người rất truyền thống vì được gia đình nuôi dạy rất nghiêm khắc như phải biết dùng đũa, đi thi phải trên 80 điểm và lớn lên thì phải thành bác sĩ. Năm 13 tuổi, Hà Nhuận Đông rời gia đình để sang Canada học. Tuy không gặp bất cứ vấn đề gì về ngôn ngữ, nhưng anh lại không có cách nào để thích nghi về mặt văn hóa ở nơi đây. Vào một mùa hè, khi đang là sinh viên năm 2, nam diễn viên họ Hà đã về Hồng Kông hát karaoke. Tình cờ, một hãng đĩa đã phát hiện ra năng khiếu của Nhuận Đông và tuyển anh làm ca sĩ. Hà Nhuận Đông chạm ngõ với điện ảnh lần đầu tiên vào năm 1994 thông qua bộ phim Lương Trúc của đạo diễn Từ Khắc. Tuy nhiên, phải đợi đến đầu những năm 2000, anh mới được đông đảo khán giả biết đến với hai vai diễn La Tiểu Hổ trong Ngọa Hổ Tàng Long và Bộ Kinh Vân trong Phong Vân, Hùng Bá Thiên Hạ. Năm 2003, anh nhận vai phản diện Saiga trong bộ phim Faizu Paradise Lost và trở thành người ngoại quốc đầu tiên đóng vai một Kamen Rider trong lịch sử của dòng phim này.
thừa thắng xông lên, Hào Nhật Đông liên tiếp tham gia nhiều dự án lớn khác. Nổi bật nhất phải kể đến là Lương Sơn Bá trong Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, Lữ Bố trong Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa và Ngô Xính trong Năm Ấy Hoa Nở, Trăng Vừa Tròn. 8. Kamen Rider Dark Drive. Arata Mark Kenju sinh ngày 16 tháng 11 năm 1996 tại bang California. Anh chính là con trai cả của cố diễn viên, đạo diễn kiêm võ sư nổi tiếng Sonny Chiba, aka người từng góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như là Kill Bill, Tokyo Drift, Fast and Furious, Phong Vân, Hùng Bá Thiên Hạ, vân vân. Sinh ra là con nhà nòi, Mark Kenju đã gia nhập thế giới giải trí từ năm 9 tuổi với tác phẩm Team Astro cùng cha của mình. Việc là con trai của một ngôi sao đình đám đã giúp cho anh có nhiều cơ hội hơn những người khác. Nhưng mặt khác, đây cũng là một cái bóng rất lớn và áp lực cho Mark Kenju. Sau khi hoàn thành chương trình học ở Mỹ, Mark Kenju đã về Nhật để tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất. Danh tiếng của anh đã được tăng lên đáng kể tại quê nhà sau khi anh đóng vai phản diện Dark Drive trong movie Drive Surprise Future công chiếu năm 2015. Sau đó, Mark Kenju liên tiếp nhận được lời mời tham gia vào các dự án lớn khác như là Chihaya Furu, Kenshin, Todome no Kiss, v.v. Bên cạnh đó, anh còn là một trong những ngôi sao hiếm hoi có cơ hội vươn xa ra ngoài xứ Phủ Tang khi từng đóng một số bộ phim Hollywood nổi tiếng như là Pacific Rim Uprising hay One Piece. 9. Gosei Red. Chiba Yudai sinh ngày 9 tháng 3 năm 1989 tại tỉnh Miyagi. Vào tháng 10 năm 2007, anh tham gia cuộc thi tuyển chọn người mẫu Top 3. Sau đó, anh đang làm người mẫu độc quyền cho tạp chí Choki Choki. Chiba đã được nhân viên của công ty quản lý hiện tại là Japan Music Entertainment nhắm trúng. Vài tuần sau khi gia nhập công ty, Chiba đã tham gia buổi casting phim Chiến đội Thiên Sứ và được chọn vào vai siêu nhân đỏ. Dù phim không được công chúng đánh giá cao, thậm chí Toei còn bỏ luôn dự án movie kỷ niệm 10 năm vì thấy phim quá flop, nhưng Chiba vẫn đủ sức gây ấn tượng với khán giả bằng nét đẹp trong sáng, dễ thương, đúng chất thiên sứ. Sau Gosager, anh tiếp tục tham gia vào các bộ phim đình đám khác như là Ouran High School Host Club, Ajin, Demi Human, Final Fantasy XIV, Daddy of Light, v.v. và nhận được sự ủng hộ đông đảo của khán giả nhờ vẻ ngoài dễ thương cùng nỗ lực diễn xuất để thoát khỏi hình tượng tiểu thiên sứ quen thuộc. 10. Kamen Rider Meteor. Yoshizawa Ryo sinh ngày 1 tháng 2 năm 1994 tại thành phố Tokyo. Năm 2009, Ryo tham gia buổi audition The Pushman do Amuse tổ chức và được công ty này đánh giá rất cao nhờ nhan sắc rúng động lòng người dù không đạt được giải cao nhất. Đầu năm 2011, Ryo có vai diễn đầu tay trong phim Sai của đài MBS. Nửa năm sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong tác phẩm Goldfish Club của đài NHK với một vai phụ nhỏ và Meteor trong phim Kamen Rider Fouji. Chính nhờ vai diễn này đã giúp Ryo có thêm nhiều sự chú ý từ công chúng Nhật Bản. Ngoài Fouji, Ryo còn được khán giả biết đến rộng rãi hơn qua vai diễn Okita trong bom tấn điện ảnh Gintama, đóng cùng Oguri Shun và Suda Masaki. Về sau, anh liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh và các bộ phim dài tập nổi tiếng. Từ đó đã giúp tên tuổi của anh càng được khán giả quốc tế biết đến nhiều hơn. Bên cạnh đó, tuy mang tiếng có nhan sắc cực phẩm, được khán giả quê nhà gọi yêu bằng biệt danh trai đẹp quốc bảo số 1 của Nhật Bản, nhưng anh lại thường xuyên vào những vai khó đỡ khiến fan nhiều lần rớt nước mắt. Và đó là top 10 sao hạng A từng đóng phim Kamen Rider và Super Sentai của Messine. Các bro có ý kiến nào khác nữa không? Hãy bình luận phía dưới cho tôi biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye.